áo này nó dư quá mình ra. Cho em hỏi lại một chút về mùa đông quá. Về cái kết quả Miss Grand vừa rồi thì chị đánh giá như nào về hoa hậu mới, và nhân tiện đây thì có hoàng mình có thể giải cứu được Mai Ngô ở cái câu trả lời ứng xử do Kiều Lan đặt ra không? Không, chị nghĩ cái vấn đề mà gọi là vấn đề về câu hỏi ứng xử của Mai Ngô á, thì chị nghĩ là mình trả lời vui vui á thì ok rồi, chứ còn mà để xoáy sâu vấn đề này thì chị nói thiệt luôn nha, thật ra thì chị rất là thấy gọi là chị Yến kêu là Yến nhưng mà em hả kêu Yến xưng okay, tên lại hả, ok rồi. Thật ra đối với cái kết quả Miss Grand nói chung và đối với phần gọi là ứng xử của Mai Ngô thì mình chỉ nói qua cái phần ứng xử nói chung một cách vui vẻ, mình trả lời vui vẻ thôi, nhưng mà phải nói thật sự chia sẻ luôn là Hoàng Yến cảm thấy rất là thương cái Kiều Lan, và rất là thương Kiều Lan tại vì Kiều Lan cũng là người gọi là đọc lên câu hỏi mà ban tổ chức chuẩn bị thôi, chứ bây giờ mọi người vào Facebook của Kiều Lan, mọi người có những cái lời bình luận gọi là rất là sát thương với Kiều Lan, như vậy thì chúng ta đâu có còn là hòa bình nữa đúng không mọi người, vui vẻ hố quạo, nói chung là cái gì cũng vui vẻ hết. Thật ra đương nhiên là có những cái điểm rất là đáng tiếc, rất là nuối tiếc, nhưng mà dù gì thì tất cả mọi chuyện nó cũng qua rồi, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã hiện tại có một á hậu Mai Ngô rất là xuất sắc, và sau rất là nhiều năm gọi là Mai Ngô ẩn danh, Mai Ngô xuất hiện với cái danh gọi với danh nghĩa là một ca sĩ, một rapper, thì bây giờ Mai Ngô đã quay trở lại với một cái hình ảnh hoàn toàn khác, và cá nhân Hoàng Yến cho Mai Ngô 10 điểm. Vậy thì chị Yến cũng là từng là giám khảo rất là nhiều cuộc thi nhan sắc ấy, vậy chị đánh giá vai trò của giám khảo khi mà đặt câu hỏi trong mỗi một chương trình nhan sắc nó cụ thể như thế nào? Tại vì khi mà ban tổ chức đưa ra câu hỏi ấy, thì giám khảo có tức là sẽ phải có những cái góc nhìn riêng của mình để trao đổi, thay đổi cho phù hợp với cả tư duy của giám khảo ấy, thì với chị thì cái vấn đề đấy như thế nào? Cái câu hỏi này chắc là sợ nó hơi mang tính với ban tổ chức á, thì chắc là phải mình phải liên hệ ban tổ chức. Câu hỏi này ý nghĩ là mình phải liên hệ ban tổ chức để mà chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn. Vậy thì bình thường những các câu hỏi mà chị Yến đưa ra thường là của ban tổ chức hay là của chị Yến đề xuất? Thường là sẽ của ban tổ chức, nhưng mà đối với mình thì sẽ có ban tổ chức sẽ được giám khảo sẽ được nhìn qua một bộ câu hỏi đó như thế nào, giống như là cái câu mà cũng dành cho Hoàng Yến của đêm hoa hậu Hoàng Vũ, là giống như là cái câu dành cho Hoàng Yến gì đó, rất là phù hợp với Yến của mọi người. Hoàng Yến hỏi một cái mọi người cười liền. Vậy thì nhân tiện đây thì cái lời khuyên nào của chị có Hoàng Yến dành cho Mai Ngô trong cái chặng sắp tới, bởi vì Mai Ngô khi mà bước chân vào nghệ thuật nó khá là khó khăn đúng không? Cái thời điểm là công việc nó không ổn định, và cái thời điểm dịch ấy, Mai Ngô cũng từng chia sẻ là mình khá khó khăn về kinh tế ấy. Vậy thì cái lời khuyên nào trong cái việc làm nghề của Mai Ngô sắp tới mà có Hoàng Yến dành cho bạn? Đối với Mai Ngô nha, Hoàng Yến phải nói là Hoàng Yến rất thích Mai Ngô trong cái chuyến hành trình lần này, và một lời gọi là động viên cho Mai Ngô. Chị nghĩ là đối với em, thời gian khó khăn cũng như là tâm tối của em đã qua rồi, và bây giờ em đã bước vào một cái ngưỡng rất là mới, một trang giấy mới, một cái tương lai mới với danh hiệu á hậu Mai Ngô, và chị tin tất cả những gì tỏa sáng nhất sẽ bắt đầu dành cho em từ đây. Một Mai Ngô đã gọi là đã calm hơn, đã dịu dàng hơn, đã biết gọi là kiểm soát cái bởi người ta có một cái câu là gì, nóng giận là bản năng nhưng mà kiềm chế là bản lĩnh đó, thì Mai Ngô đã và đang làm được điều đó, và Hoàng Yến chúc Mai Ngô sẽ tỏa sáng hơn trên con đường nghệ thuật của mình, ra nhiều MV hơn, và Hoàng Yến sẽ cày view cho em Mai Ngô nhá. Vậy quay trở lại với chương trình một chút, thì trong một quá trình làm việc với cả các thành viên ban giám khảo ấy, thì nhân tiện đây chị đã bóc phốt Thảo Nhi, Lê, Đỗ Long, anh Nam Trâm được không? Yeah, thực ra thì bóc phốt sao ta, bóc phốt là chắc là mọi người làm việc quá là vui đi, cho nên là thời gian qua sẽ rất là lâu đó, và mọi người cười nhau liên tục, mọi người giỡn hốt liên tục, mọi người hả gọi là chúng ta có bốn ban giám khảo và bốn viral TikTok, cho nên là ban giám khảo sơ hở là quay clip đó, cho nên là thời gian quay thường tới sáng là tại ban giám khảo nha. Vậy thì nếu mà dành một hai từ để miêu tả từng huấn luyện viên thì có Hoàng Yến thử miêu tả xem Thảo Nhi Lê như nào, đến Nam Trâm như nào, Đỗ Long như nào? Anh Đỗ Long hả? Đối với anh nhà thiết kế Đỗ Long là một nhà thiết kế là gọi là chúng ta thấy một thiết kế vô cùng bắt trend, trend nào Đỗ Long cũng quay. Có những cái trend mà tôi nói rất vô lý, Đỗ Long cũng quay chứ. Không. Liên tục vô lý. Và Hoàng Yến bị lấy tính vô lý bởi Đỗ Long nè. Còn đối với anh Nam Trung thì anh Nam Trung ha, em có một lời khuyên dành cho anh hãy chơi TikTok nhiều vô coi. Giống như là những cái trend nào hả đang hot anh đều không biết hả? Anh liên tục hỏi ông đây là cái gì vậy, đây là cái gì vậy? Anh liên tục cũng như là không hiểu là tụi em đang làm gì. Đó, tụi em giống như những con điên trước mặt anh. Còn đối với Thảo Nhi Lê thì Thảo Nhi Lê phải sao ta? Đối với những cái trend liên quan đến gọi là văn học hay là những cái trend đối vui ca dao tục ngữ thì Thảo Nhi như không biết gì hết. Thảo Nhi dốc vui cho vui thôi. Vậy thì có Hoàng Yến cảm thấy vất vả khi mà ngồi ở cái hàng ghế ban giám khảo cùng với những giám khảo như vậy không? Với cả mình có những cái chiến thuật gì để cho giúp những thí sinh tìm mình tỏa sáng? Thật ra ngồi với ban giám khảo này vất vả lắm nha, vất vả vì cười liên tục.
vất vả mà tao nó cười, mà cười từ sáng đến tối, cười từ lúc mới gặp nhau tới lúc ấp mái luôn. Không làm cái là quay với ban giám khảo là không biết mệt luôn á mọi người, cười hoài luôn không biết dựng lên sẽ như thế nào, nhưng mà cá nhân ban giám khảo là cười liên tục nha, cười mà nhiều khi đó, có thí sinh ban giám khảo vẫn quay clip không chừa sơ hở là quay clip đó. Còn đối với trở lại chuyên môn tí xíu thì đối với lại các thí sinh của Phát Shop 2022 và TikTok lần này thì riêng lĩnh vực modeling của Hoàng Yến thì là những thí sinh rất là mạnh, và các bạn có những cái gọi là những cái content riêng, những cái kênh cá nhân riêng, và các bạn đã và đang xây dựng cái nội dung của các bạn trên đó. Và đối với Hoàng Yến ở trong thời đại 4.0 bây giờ, một cái thời đại mà chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh của mình qua báo giấy nữa, qua cái sự truyền miệng nữa, mà chúng ta còn có một cái kênh truyền thông riêng, những cái kênh, những cái mạng xã hội riêng của mình, những cái kênh tình tệ nền tảng với TikTok video ngắn của mình. Đó là những cái mà chúng ta có thể quảng bá được tên tuổi của mình và giúp cho kết nối gần bản thân với khán giả nhiều hơn. Đó là, và các bạn đã và đang làm được điều đó, cộng với những cái chuyên môn mà ban giám khảo hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có thể trở thành một biểu tượng, một icon mà khi mà bước lên sàn diễn từ một chiếc điện thoại, từ là một cái idol trong chiếc điện thoại, các bạn bước ra ngoài sàn diễn, các bạn có được những cái kỹ năng mà một người biểu tượng cần có, một người mẫu chuyên nghiệp cần có, thì đó là điều mà chương trình mang lại cho các bạn. Em thấy mấy hôm vừa rồi chị có đăng status là rất là nhớ chồng ấy. Cũng đang nhớ lắm, bây giờ đang nhớ quá nè, trời ơi. Thế vậy thì cái kế hoạch của mình xong thì đang là có thể ngày tháng năm, Tết năm nay mình ăn Tết ở đây không, hay là ở bên đấy? Thì bây giờ là coi như là chắc là Hoàng Yến cũng đang dự định để coi là đi qua thăm một tí, chứ bây giờ cũng xa nhau khá là lâu rồi đó, cho nên là bây giờ tình hình là mình cũng tính tình mình cũng không có dễ chịu cái lắm đó mọi người. Nên là mình phải cố gắng gọi là điều hòa tâm lý của mình lại. Trong cái tháng 10 thì biết có rất là nhiều đám cưới, vậy thì Hoàng Yến có đi ăn cưới một cái đám cưới đình đám nào đấy không? Diệu Nhi hả, đúng không? Diệu Nhi hả, bóc phốt Diệu Nhi liền đâu có mời đâu mà đi. Bóc phốt liền không mời. Nhưng mà bọn Hoàng Yến có thân thiết với Diệu Nhi nhiều không? Thật ra thì Hoàng Yến với Diệu Nhi là còn bạn đồng nghiệp và gặp nhau thường khi trên set quay nhiều hơn. Đó. Sáng tối hôm qua thì Diệu Nhi có đăng một cái bức thư xin lỗi là không gửi lời mời đến người bạn cũng gọi là thân thiết ý. Thì bọn Hoàng Yến đã đọc cái thư ấy chưa và cảm thấy như nào? Hôm qua Hoàng Yến có đọc, nhưng mà về cụ thể nội dung thì chưa kịp đọc, tôi đang lướt lúc đó đang buồn ngủ quá. Đọc lướt Facebook thôi, nhưng mà có thấy là dường như bản ba trang hay sao đó. Ba trang viết bằng tay trên một cái tờ giấy gọi là kẻ chữ kẻ ô, giống ngày xưa cái giấy viết tập đúng không? Chữ hơi kiểu hơi gà bới xíu nha. Đó, nhưng mà có nghĩa là Diệu Nhi đã gọi là một cô gái rất là gọi là sao? Thấu hiểu lòng người, cho nên là như vậy là làm ai sao mà ai trách được Diệu Nhi được nữa. Ở bên cạnh đây thì Hoàng Yến cũng chúc được cho đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú một đám cưới viên mãn, có thêm nhiều em bé nữa, và em bé nào cũng là một cây hài như Diệu Nhi và anh Tú nha. Tháng này có cả đám cưới của Đỗ Mỹ Linh, Hoa Hồng Đỗ Mỹ Linh với lại Lưu Hoàng Trinh nữa, thì có một quan hệ thân thiết hay cả. Chắc là mình phải xem lại bản thân mình nữa. Không ai mời hết. Chị Yến ơi, em có thấy chị viết trên Facebook về cái kết quả của Lý không? Dạ thì chị chia sẻ là cái kết quả và chị nghĩ là vì sao Thiên Hương bị loại vào top 5. Chị tỏ ra khá là tiếc nuối về cái kết quả đấy. Thì cái chị nghĩ là chắc mọi người ở đây cũng đã đọc cái status của chị chia sẻ gửi cho con nai của chị. Thì đối với chị thì con nai là một cái thí sinh phải gọi là khi mà bước ra là nai đã có một ánh mắt coi như là nai có thể nuốt chửng cái sàn kết quả của nai. Nhưng mà có thể đâu đó chúng ta gọi là học tài thi phận thì mình chưa đủ duyên ở cuộc thi này. Cho nên là Hoàng Yến rất là mong là sẽ nhìn thấy Thiên Hương gọi là bùng nổ một lần nữa ở một cuộc thi khác. Và Hoàng Yến tin là Thiên Hương sẽ mang về cho mình danh hiệu. Thì sau cái kết quả đó thì Thiên Hương có chia sẻ gì với chị chưa? Có nói chuyện gì với chị chưa? Thiên Hương có nói là Thiên Hương rất là tiếc khi mà không thể làm cho cô giáo nữa mày nữa mặt. Chị nói mày điên quá à, tự nhiên có gì mà phải suy nghĩ như vậy. Cá nhân chị cũng rất là tiếc cho Thiên Hương. Và như mà chị có chia sẻ, như Hoàng Yến có chia sẻ luôn á, thì đâu đó vẫn còn cái duyên, và có thể duyên của Hương chưa đủ ở cuộc thi này. Thì trên mạng có tin đồn là Bùi Lý Thiên Hương bị chơi xấu về cái kết quả. Nói chung có tin đồn không tốt tới tai ban tổ chức á. Thì dạ thì... Không, chị nghĩ là một cuộc thi gọi là uy tín như Miss Grand và một đơn vị tổ chức như Sang Vàng á, thì chắc chắn là họ sẽ có những cái gọi là tìm hiểu để mà có một quyết định đúng đắn. Và chị tin là nếu như mà chẳng hạn Thiên Hương bị chơi xấu đi, có nghĩa là Thiên Hương là một thí sinh rất là mạnh, quá mạnh để phải bị chơi những trò gọi là chơi dơ đó mọi người, đúng không? Chơi dơ đó, cho nên là thì đâu đó mình phải một cái suy nghĩ tích cực là mình quá mạnh cho nên mới bị chơi dơ, đúng không? Tuy nhiên chị tin là ban tổ chức Sen Vàng đã có một sự tìm hiểu rất là kỹ càng để mà đưa ra quyết định, và như chị hồi nãy chị có khẳng định lại luôn là mình chưa đủ duyên thôi.